Đây, bán hồng bánh tráng nướng. À, cầu thang chợ là bây giờ người ta đang căng quá trời bạc lên rồi quý vị. Xổ số quý vị ơi, xổ số đi. Đó thì cũng đi chơi một chút rồi đây về ngủ vậy, bây giờ còn sớm quá. Bây giờ đường xá đông vui quá. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nha La Ca. À, tối hôm nay là tối ngày 7 tháng 10 năm 2023 và nhằm ngày thứ bảy cuối tuần quý vị. À, Nha La Ca đang đứng ngay con dốc Lê Đại Hành ngay khu Hòa Bình. Tối nay thì cuối tuần và thứ bảy cho nên là cũng khá là đông vui. Ở đây thì bên kia thì đang có một chương trình của Vietlott. À, người ta đang mở một cái chương trình Vietlott, bán số Vietlott đó quý vị. À, quá đông người tham gia. Đây, bà con, cô bác thì đang đi tham quan du lịch. Hôm nay thì buổi tối trời mưa lâm râm quý vị. Trời đang mưa lâm râm nè. Thì bây giờ do ảnh hưởng của bão đó quý vị, ảnh hưởng của bão thì bây giờ bão thì đang bắt đầu tiến vào phía Trung Quốc. Khả năng thì vài ngày tới, qua tuần tới thì bão cũng sẽ đổ bộ vào khu vực phía Bắc của nước ta và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cho nên là khi mà bão đi vào Biển Đông thì chắc chắn thằng Đà Lạt sẽ mưa rất là nhiều. Tối nay thì bắt đầu trời mưa lất phất rồi, có nhiều nhạc công, nghệ sĩ đường phố. À, nghệ sĩ đường phố người ta đang biểu diễn. Cuối tuần là trời mà thời tiết đẹp đó là người ta biểu diễn ở dọc dọc ở ngay con dốc Lê Đại Hành này quý vị. À, Nha La Ca cũng đi rất là nhiều nơi. Ở Việt Nam này thì đa số thì các cái tỉnh thành khác thì Nha La Ca đều đi hết rồi, và thậm chí là nước ngoài cũng đi được một số nước. Và cảm giác là khi dù đi đâu thì về tới thành phố Đà Lạt vẫn là một cái nơi mà đáng sống quý vị. À, không khí thì mát mẻ. À, cuộc sống ở đây nó vô cùng nhẹ nhàng luôn. Tối nay cuối tuần cho nên là cũng đông quý vị. Như Nha La Ca nói là hiện nay là bắt đầu vào những cái ngày tháng 10 thì bắt đầu là du lịch ở Đà Lạt bắt đầu cũng đã hồi phục trở lại sau cái tháng 9, cũng tháng 9 thì trừ cái dịp mà lễ 2 tháng 9. Trừ dịp lễ 2 tháng 9 là đông thôi, còn sau đó thì vắng vắng. Còn bây giờ thì bắt đầu qua tháng 10 thì Nha La Ca thấy là đường phố vào ban đêm, đặc biệt là những cái ngày cuối tuần á, là đã đông đúc trở lại. Và đặc biệt thì đợt này là du khách Hàn Quốc á, qua Việt Nam cũng rất là nhiều. Đó, trời mưa lâm râm là cho nên nhiều bạn mà cũng mang áo mưa rồi quý vị. Ngày nay thì trời nắng không có mưa quý vị, ngày nay trời nắng không mưa cho nên tới tối thì trời bắt đầu mưa lất phất rồi. Hồi nãy thì có rào một chút nhẹ. Và bây giờ thì trời cũng đang mưa phùng phùng, kiểu không biết lúc nào mưa to. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khu vực chợ đêm để tham quan cũng như là coi cảnh quan vào khu vực chợ đêm tối ngày hôm nay vào dịp cuối tuần. Ở đây khách Hàn Quốc quý vị. Đây trong khu vực chợ đêm tối nay. Quán xá thì ở đây là chủ yếu là xiên nướng, bắp nướng nè, xôi nè, xôi miền Tây nè quý vị. Rồi bắt đầu mấy đồ xiên nướng nè. Đây có bánh mì xíu mại.
rồi bánh căn luôn. Ở đây có bánh căn luôn, một cái lò bánh căn nho nhỏ. Khoai lang nướng nè. Nói chung là mấy món nướng rồi mấy cái đồ ăn mà nóng nóng ban đêm nó cũng thu hút nhiều du khách quý vị. Rồi. Đây bắp nướng, sữa đậu nành. Nhìn không khí cũng nhộn nhịp vui tươi á. Khi mà trời mưa xuống này chúng ta cũng không có sợ ướt vì có các anh em ở đây, anh em chị em ở đây người ta bán dù, bán áo mưa cho chúng ta mặc luôn. Hy vọng là tối nay đừng có mưa vì cuối tuần mà mưa nó cũng buồn lắm quý vị. Nhưng mà chuyện nắng mưa là chuyện của trời quý vị, cho nên là chúng ta hy vọng thôi, chứ còn mà mưa xuống là coi như là ở Đà Lạt á, mà chờ vào khu vực chợ đêm này á, như Nhân La Cà nói bữa trước, nếu mà vào khu vực chợ đêm mà trời mà mưa là coi như là giải tán hết quý vị. Nói chung là trời mưa là coi như là ai về nhà nấy á, cho nên là kinh tế đêm mà gặp thời tiết mưa là coi như là thất thu. Cho nên chúng ta cũng hy vọng là có những cái chương trình cũng như là tổ chức những cái buổi chợ đêm trong nhà, có mái che, cho nên là dù có nắng hay mưa thì du khách vẫn có thể đi dạo, đi mua sắm, đi vui chơi được. Chứ mà mưa mà giải tán hết thì cũng buồn. Bà con kinh doanh buôn bán là coi như là mặc bí sĩ ra luôn. Dẫu sao thì chúng ta cũng thấy là dù tối nay trời có lất phất mưa, nhiều du khách là coi như là cũng bỏ về khách sạn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là mọi người mang theo ô dù và có thể là mua những chiếc dù, dù bong bóng nè quý vị. Dù bong bóng, dù thời trang nè. Để đi vào chợ đêm, để vui chơi, mua sắm. Đây, bán hồng, bánh tráng nướng, đặc sản vân vân các loại. Nhìn khung cảnh tối nay là cũng như vậy là đông so với những cái ngày mà tháng 9 rồi quý vị. Bây giờ là tháng 10, nhìn cái khung cảnh là mọi người đi qua đi lại chợ đêm đã nhộn nhịp hẳn so với tuần trước. Một tín hiệu rất là vui quý vị. Trong đây bán áo, bán quần, bán đủ các loại áo phao. Áo phao một áo 200.000 đồng. Một áo này 300.000 đồng, cũng khá rẻ quý vị. Rồi đây đồ chị em phụ nữ. Quá trời quá đất. Trong cái đường nhỏ nhỏ này là bán đồ của chị em. Đây mà trời mưa mọi người đã căng cái bạt lên. Đấy, khách thì Hàn Quốc đi vui chơi mua sắm. Ngày mai Nhân La Cà có một cái mini tour sẽ đi Sutton Hill và một số các cái khu du lịch khác, cho nên là hy vọng là ngày mai chủ nhật sẽ thời tiết sẽ tốt để đưa các bạn đi chơi quý vị. Mùa này thì mỗi tuần Nhân La Cà có một hoặc là hai tour thôi. Qua một số tỉnh Nhân La Cà cũng thấy là những cái chợ đêm ở một số tỉnh người ta cũng làm mái che quý vị. Người ta làm mái che rồi khi mà trời mưa người ta cũng căng bạt, căng đồ để cho du khách có thể vui chơi, đi lui đi tới. Tuy nhiên là chợ đêm ở Đà Lạt thì nó rất là rộng, không có mái che. Hy vọng là những cái khu chợ đêm mà sau này người ta quy hoạch và làm mới tới đây á, thì hy vọng là sẽ có đầu tư hơn, có những cái ý tưởng cho việc ban đêm du khách đi lại tham quan. Bây giờ mưa thấy cũng nặng hạt rồi.
Trên cầu thang chợ là bây giờ người ta đang căng quá trời bạc lên rồi quý vị. Mà du khách trên cầu thang là tối nay cũng đông đó chứ. Nhìn khung cảnh đông vui thì cũng mừng cho bà con, nhưng mà mưa to rồi quý vị ơi. Trời bắt đầu mưa to, mưa nặng hạt đây. Nhìn quang cảnh thì thấy tối nay cũng khá là đông du khách đi vào khu vực chợ đêm Đà Lạt. Tiếc cái là bây giờ trời đang bắt đầu đổ mưa, cho nên là cũng hơi buồn một tí cho du khách và kinh doanh. Đây áo quần cũng rẻ nữa quý vị, áo gió, áo đồ có 100-120 nghìn nè. Nên là đồ ở trong khu vực chợ đêm thì nhiều gì? Mua nhiều quá vậy. Hôm nay thì con bé Nhân là cả mới đi học anh văn về cho luôn, tiện thì chở bé đi dạo luôn quý vị. Và bây giờ thì thấy trời mưa mưa nên tranh thủ quay rồi đưa bé cho về luôn. Nãy đụng cái gì á? Này. Hả? Cho nên nó đi ngang qua nó trơn trơn á. Đông vui quá mọi người. Ngay khu vực này thì ban đêm nó thường có những cái chương trình biểu diễn ca nhạc. Tuy nhiên mưa quá thì cũng giải tán rồi, bây giờ chỉ có mở nhạc thôi. Cái ca sĩ cũng giải tán rồi. Bên kia đường thì chúng ta thấy có từng nhóm khách Hàn Quốc ấy, người ta đang đi vào vị những chiếc xe mà 45 chỗ người ta đậu ở ngoài kia, bắt đầu là du khách sẽ đi bộ vào trong này. Người ta đi vào thì người ta cũng mùa này người ta cũng chú ý mang theo ô dù để che mưa quý vị. Và nếu mà ai không có thì mua những chiếc dù mà dù ni lông đó quý vị, để che, những chiếc dù đó cũng rất là thời trang luôn. Dạ, trời mưa to, tuy nhiên là du khách cũng như là mọi người vẫn đội mưa trùm đầu để đi dạo ở trong khu vực chợ đêm. Những đoàn du khách vẫn kéo vào trong khu vực chợ đêm. Và chính lúc mà trời mưa như này thì nhiều hàng quán người ta cũng bán được quý vị. Vì du khách người ta sẽ vào quán người ta chơi, người ta vào quán người ta ăn, thì lúc đó mình mới bán được. Trời bắt đầu mưa to cho nên là nhiều du khách người ta cũng bỏ về rời khỏi chợ. Ở đây thì các anh Grab, các anh Grab ảnh cũng tranh thủ, các anh Grab ảnh cũng tranh thủ anh bán áo mưa luôn, bán những chiếc ô chiếc dù luôn. Dù mưa gió nhưng mà nghệ sĩ đường phố người ta vẫn biểu diễn. Ở đây những người xem nhân tướng, những người bán đồ ở trên dốc Lê Đại Hành. Bên kia thì có một anh chàng nghệ sĩ cũng biểu diễn hát. Mong em khi đêm nay tất cả, mong đêm nay buồn thôi ước mơ sẽ em bơ điểm mai đi. Bà con đang chú ăn thì còn chăn cho gì nữa mà không tham gia mới về về lớp hay. Số số quý vị ơi, số số đây. Ở đây việc lót. Bà con kinh doanh buôn bán thì người ta căng dù căng bạc lên để bán. Ở đây người ta bán rất là nhiều các cái mặt hàng để ăn uống. Còn du khách thì trời mưa thì
mua cái dù để đi qua đi lại để ngắm. Dù sao cũng tới thành phố Đà Lạt rồi, mưa gió thì cũng đi chơi một chút rồi về ngủ vì bây giờ còn sớm quá. Theo như dự báo thì thời tiết sẽ mưa cũng lát nữa thì cũng nặng hạt một chút, mưa khoảng tới 11-12 giờ đêm luôn. Và ngày mai thì dự báo thì buổi chiều cũng sẽ có mưa. Cho nên là đến thành phố Đà Lạt mà thời tiết mà mưa nó cũng tiếc quý vị. Cho nên là trời nắng thì chúng ta sẽ đi tham quan du lịch tranh thủ vào buổi sáng. Còn buổi chiều là hay mưa lắm. Thời tiết mùa này là hay mưa vào buổi chiều. Và đặc biệt là nhiều hôm thì có mưa vào buổi tối như hôm nay. Về thôi quý vị, trời mưa, bây giờ bắt đầu trời mưa to rồi quý vị. Bây giờ đường xá đông vui, qua đường cũng khó khăn lắm. Thưa cô gái năm ấy khiến thương thương như lúc đầu. Bây giờ Như La Cà về thôi quý vị, bây giờ những cơn mưa bắt đầu nặng hạt và mưa sẽ chuẩn bị mưa to rồi, cho nên Như La Cà sẽ về. Và Như La Cà xin kết thúc video tại đây vì bây giờ thì trời đã mưa rồi, cho nên video hôm nay có vẻ là hơi ngắn, chỉ vòng vòng quanh khu vực chợ Đà Lạt cũng như là khu vực Hòa Bình thôi. Cho nên là hôm sau thì Như La Cà sẽ làm một video đi dạo dài hơn, tham quan. Như La Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Bây giờ Như La Cà xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.